Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em Dân mới về. Một số mẫu sản phẩm bên em Dân đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh để kênh của em nó có thể trở nên lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Hôm nay thì bên em Dân lại về cho chúng ta đó là một số những mẫu sản phẩm mới bếp từ các bác nhé. Đấy, hôm nay rất là nhiều mẫu bếp từ mới, không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi vào giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì đây, một con bếp, hai bếp to. Con bếp này thì nó thuộc dòng là hai bếp to các bác nhé. Con này thì VIP, nói chung là chất lượng. Đấy, ném đỏ kích thước cho các bác luôn. Bề ngang của con này thì là 59cm. Đấy, để các bác xem có phù hợp với bếp của các bác không nhé. Một cái bề dọc này của nó thì là 41cm. Quên mất. Chiều sâu con này thì rất là móng luôn, có 6cm thôi. Có 6cm cả chân đế này. Có 6cm để cả chân đế này. Hai bên ở bên đằng dưới này, ở sau này có quạt tản nhiệt. Có quạt tản nhiệt nha các bác nhé. Con này thì nó sử dụng cái nguồn điện của nó, đó là nguồn điện 110V. Công suất con này thì đến 1400W. Đấy. Đến 1400W nhé. Đây em xin cắm điện vào để em chạy thử cho bác luôn. Cắm điện thì chúng ta nên cắm qua cục đổi nguồn nhé. Tất cả cắm qua cục đổi nguồn Hồng Li Hoa nhé. Đấy. Con này thì công tắc bật nguồn của nó thì ở đây. Đấy. Công tắc bật nguồn của nó thì ở chỗ này. Đấy. Lên này. Lên nguồn này. Xoay ra đây cho các bác nhìn nó rẽ này. Lên nguồn này. Các bác bật bếp đi. Đấy. Nó sẽ báo lỗi E1. Nó sẽ báo lỗi E1. Lỗi E1 này là cái gì? Lỗi E1 này là các bác không có bếp nồi đây. Các bác đặt tay lên đây không được đây. Đấy. Là báo lỗi này. Đó. Còn các bác muốn sử dụng được thì các bác phải đặt nồi, đặt xoong, đặt chảo lên đây thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Đấy. Ví dụ này, em thử ví dụ xem này, cái này inox này. Đấy. Thì là sử dụng được luôn này. Có bếp hay là có cái gì đun lên chốc là được. Đấy. Đấy. Và cái này là inox. Ý rồi. Nóng luôn. Nóng luôn các bác. Nóng luôn, đấy là bằng inox nhưng bắt nhiệt cực nhanh luôn. Bắt nhiệt cực nhanh luôn nhé. Đấy, còn không có thì nó sẽ báo lỗi như thế. Đấy, các bác đợi em một chút, em lấy cái xoong khác cho nó là an toàn. Đây các bác đặt xoong vào. Đặt chảo vào hết báo lỗi luôn này. Hết báo lỗi luôn và các bác tăng chỉnh nhiệt độ này. Đấy, tăng chỉnh nhiệt độ của nó đây. Đấy, con này thì móc công suất của nó đây, các bác sẽ đun lên tối đa. Đấy, đun lên tối đa. Đấy, thì con này thì các bác có thể hẹn giờ. Hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ đây. 1 giờ này. Đấy. Hẹn phút này. Đấy. 1 phút này. Thì sau 1 phút rồi thì nó cũng sẽ tự ngắt cho chúng ta. Còn bếp bên này đây, các bác cũng bật lên. Đấy. Thì không có bếp thì nó cũng sẽ tự báo lỗi đấy. Và các bác muốn sử dụng hai bếp mà công suất cao thì các bác giảm bớt đi bên này mình một tí đấy. Và chúng ta sẽ sang đấy. Bật bếp này. Đấy. Đấy. Hai bếp bác cùng đùa, hai bên thì các bác đều đun mắc lên được. Thế nhưng mà một bên ví dụ là đun cùng hai bếp thì là không thể một bên mắc. Đấy, đun cùng hai bếp thì là chỉ một bếp bên bếp cao, một đun bên đun cao, một bên đun thấp. Đấy là lưu ý cho các bác nhìn thế. Đấy, còn đây các bác có thể nhìn thấy hai bên bếp bắt từ cực kỳ tốt luôn. Đấy. Đấy các bác biết rồi. Đấy nước đã nóng luôn này, nước đã nóng luôn rồi. Đó. Thì các bác lên cho em mã đầu tiên. Con này lên cho em mã này, mã bếp 1. Đây để em dán nó vào đây luôn. Đây để em dán nó vào đây luôn. Bếp 1 nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bếp 1. Bếp 1. Con này bên nhà em Dân đang bán với giá là 2.700.000. 2.700.000. Đấy. Tắt bếp này. Các bác tắt bếp này, tắt nguồn này. Đấy, đó là con đầu tiên, các bác lên cho em mã bếp 1 nhé. Đấy, sử dụng điện nguồn điện 110V. Sử dụng nguồn điện 110V, rút ra này. Tiếp theo con thứ hai này. Tiếp theo là con thứ hai này. Con này thì kích thước của nó cũng thế. Kích thước của nó cũng thế nhá. Đấy, lô hàng về được lô này là về lô mới rồi. Con này cũng như thế, nói chung hàng này cũng rất là đẹp. Con này cũng thế này. Kích thước của nó là như con kia. Đấy. Cách sử dụng cũng thế thôi. Cách sử dụng thì cũng thế. Đây các bác đặt bếp lên này. Không kén bếp vào nhá. Đấy. Đấy có dí nút nguồn này. Có dí nút nguồn này. Bật này. Đấy. Bật này. Nói chung hàng này hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Cho chúng ta luôn. Đấy, bên này này.
Đấy, đun rất là dễ dàng thôi, đun rất là nhanh. Đấy, không có bếp là báo lỗi. Không có bếp là báo lỗi. Tắt này. Bật này. Rất là êm ru luôn. Đấy. Còn không có bếp, bỏ ra bếp ra sẽ báo lỗi. Đấy, bỏ bếp ra sẽ báo lỗi. Hiện giờ này. Mấy tiếng này. Đấy, các bác có thể hiện mấy tiếng ở đây. Đó. Tắt. Đấy. Đấy. Đấy, các bác có thể này, tắt luôn này. Đấy, các bác có thể ưng con bếp 2. Con bếp 2 này thì nó giống con bếp 1. Bên nhà em dân đang bán với giá là 2,7 triệu. Hai con này thì cùng một hình thức, nó giống nhau. Đấy, các bác lên xem mã này, mã bếp 2 nhé. À, con này thì có bảo hành cho các bác nhé, các bác yên tâm. Con này thì có bảo hành nên là các bác yên tâm nhé. Bếp 2 bảo hành cho bác 1 năm. Bếp 2 2,7 triệu. Đấy, bếp này thì bảo hành cho các bác 1 năm nên là các bác yên tâm. Tiếp theo này, con này thì đặc biệt hơn. Con này thì có 3 bếp. 3 bếp này cho các bác này. Đấy, 3 bếp cực to luôn. Đấy, cực đẹp. Kích thước con này thì là 56, 1 chiều 56, 1 chiều là 45, 1 chiều 56, 1 chiều 45. Bếp 3, con này thì cực kỳ hiếm luôn cho các bác luôn. Con này thì dòng này thì cực kỳ hiếm. Đó. Con này cũng sử dụng nguồn điện, nó là nguồn điện 110V. Cũng sử dụng nguồn điện, nó là nguồn điện 110 nhé các bác nhé. Đây đằng sau đây có 3 quạt tản nhiệt luôn cho chúng ta luôn. Nó mỗi dưới cái mỗi một cái máy nó sẽ có quạt tản nhiệt dây zin. Dây zin cho chúng ta. Nên là các bác cứ yên tâm. Hàng đẹp chất lượng. Hàng này hàng đẹp chất lượng luôn. Dây thì của nó là dây zin nhé. Đấy. Nút nguồn đây. Đấy, các bác bật nguồn đây. Đấy. Còn bếp 3 này nhé. Con này thì các bác đun bếp bé, bếp to đây. Và các bác bật lên thì bật bếp đây. Sẽ báo lỗi E1 này. Sẽ báo lỗi 1. Báo lỗi 1 luôn này. Nó sẽ báo lỗi 1 cho chúng ta này. Này. 1 này. Đó. Tăng chỉnh nhiệt độ này. Đấy, lỗi 1 nhé. Con 1 này. Đấy. Bật tắt này. Đấy. Chưa giảm được. Mình đang dùng bật cái gì sai rồi. Đó, đây là con 1. Đấy, bếp 1. Còn đây là bếp 2 này. Có bật bếp 2 thì có bật bên này. Đấy. Bật bếp 2 này. Con này thì lên 4 cỡ này. Đó. Còn đây là bếp 3 này. Các bác muốn bật bếp 3 này. Đấy, con này thì có 2 cỡ thôi. Con này như kiểu là ủ thôi. Đấy, bếp 3. Đấy. Con này thì đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, con này đang có cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Một con này là 3 triệu đồng. Các bác lên cho em mã bếp 3. Bếp 3. 3 triệu đồng. 3.000k nhé. Khi các bác nhận hàng thì các bác yên tâm là hàng thử test thoải mái. Đấy, bao cho các bác sử dụng. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng nhà em đảm bảo cho các bác luôn. Tắt bếp, tắt nguồn. Đấy, nguyên tắc của nó là tắt bếp, tắt nguồn. Đấy. Tiếp theo này, tiếp theo một con bếp nữa này. Đây, tiếp theo một con bếp nữa muốn giới thiệu đến các bác này. Đó, nó là con bếp cuối cùng trong ngày hôm nay. Đấy, lô hàng này về thì mới vệ sinh được có 4 con. Đấy, còn bọn kia thì chưa vệ sinh xong, chưa kiểm tra xong. Đây, con này thì mặt kính nhá. Đấy, sử dụng điện 110. Con này sử dụng điện, cũng sử dụng điện 110. Đấy, thông số kỹ thuật của nó đây. Thông số kỹ thuật của nó đây. Cũng sử dụng được một điện 110 nhé. Con này thì đời 2008, đời cao. Đời cao mà mặt kính các thứ rất là đẹp. Đấy, cũng là bếp đôi này. Cũng là bếp đôi này. Nói chung là con này thì đẹp. À, về hình thức thứ nhất là đẹp. Đấy. Đấy. Con này thì nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đời thì cao, nói chung là mặt thì mặt chỗ này mặt kính cũng không có viền, không có viền như con kia. Nói chung con này thì hình thức thì đẹp. Đấy, con này thì của Ramaren. Ramaren nhé. Đấy. Con này thì cũng các bác bật nguồn này.
Đấy. Đặt bếp chảo lên này. Và các bác bật bếp này. Đấy. Tăng giảm nhiệt độ này. Đấy. Còn đây là hẹn giờ này. Chế độ này hẹn giờ đấy, hẹn phút này. Đấy. Rất là tiện lợi. Đấy. Đun rất là ok. Không có bếp thì báo chắc chắn là sẽ báo lỗi E1 rồi. Đấy. Bên đây đây, bật nguồn này. Cũng thế này, cũng chỉnh nhiệt độ này. Nói chung con này thì rất là ok luôn. Đấy, chúng ta có thể đun bếp lên đến bếp 26 thoải mái. Đấy, bếp 26 nhá. Con này thì bên nhà em Dân đang bán, các bác lên cho em mã này, mã bếp 4. Bếp 4 nhá. Bếp 4. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 2.800.000. 2.800.000 đồng có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên nhà em Dân xin giới thiệu hôm nay cho các bác đó là một cái bộ nồi Đức 6 món. Ấy bộ nồi này thì bộ nồi 5 đáy các nhá. Bộ nồi thì gồm 5 đáy này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 đáy. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenbeng. Erlenbeng hàng của Đức. Hay Germany. Nói chung là hàng đẹp. Bán vung các thứ của nó đây. Bên trong của nó đây. Một cái nồi này thì gồm có 6 món. Cho chúng ta đó là đầu tiên đó là một con song to. Một con song to này. Đấy, nồi này thì giờ giá cực kỳ đã cho các bác rồi, tại vì nó cũng lâu ra lâu rồi nên là đâm ra thì bọn em nhập về giá nó cũng rất là ưu đãi. Con này kích thước của nó là lọt lòng của nó là 24 cm, chiều sâu của cái xoong này 14 cm. Con này thì có dung tích của nó là hơn 6 lít. Đó là con đầu tiên, rất là dày dặn, 5 lớp thương hiệu, bắt bếp từ bếp ga các thứ đều ok nhé. Bếp từ bếp ga các thứ đều ok. Con thứ hai đó là một con chảo to. Con chảo này đầy đủ vung các thứ nhé con nhé. Một bộ đầy đủ, khi các bác nhận là đầy đủ vung. Lọt lòng con này thì là đây, to trong dưới này 24 cm này. Chiều sâu con này thì là 7 cm. Vung rất là kín đáo này. Rất là đẹp này. Hàng rất là đẹp luôn này. Tiếp theo đó là một con xoong nhỡ này. Nắp vung của nó là nắp vung kính các bác nhé. Nên là các bác nấu nướng các bác có thể nhìn qua được đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, có thể nhìn qua đây. Đấy. Đấy. Con này có kích thước của nó là 20 cm. Chiều sâu của nó là 12. Chiều sâu của nó là 12. Hàng đẹp luôn. Một con nhỡ nữa này. Một con nhỡ nữa này. Có tất cả đều có nắp vung đầy đủ. Một bộ gồm có 6 món các bác nhé. 18 cm, chiều sâu của nó đây, chiều sâu của nó là 11.5. Rất là dày dặn. Một con song con này. Một con song con này. Con song này con song bé này. Song bé nhất. 16 cm. Chiều sâu của nó con này thì là 10. Đấy. Con này thế này. Con này cũng là kích thước của nó là 16 này. Kích thước con này cũng là 16 cm này. Đấy, chiều sâu của nó con này cũng 10. Hai con này thì bằng nhau rồi. Hai con này có kích cỡ bằng nhau. Đó. Thì một cái bộ này bây giờ giá nhà em đang bán với giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, 750.000 đồng. 750k bao ship. Bao ship cho các bác. Bao ship cho các bác nhé. Hàng thì đảm bảo cho các bác luôn là hàng đúng như em giới thiệu luôn nhé. Hàng này thì đảm bảo cho bác luôn là hàng đúng như em nhà em quảng cáo luôn. Đấy, bán quảng cáo như nào bán đúng như vậy. Quảng cáo như nào bán đúng như vậy nhé. Một sản phẩm tiếp theo bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái mẫu ấm siêu tốc khúc đồ kính. Đây, ấm kính này. Các bác về nhé. Các bác về thì các bác lột cái này ra xem này. Đấy. Lột ra này. Thủy tinh. Đáy của nó đây. Con này sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220V. Sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé. Nắp mở đây. Cái mã này thì bên nhà em Dân đang bán với mức giá đó là 200.000 đồng. Và nhà em Dân bao ship cho các bác. Nhà em có hai màu. Đấy, các bác về thì thường thường thì em quen tay em hay lúc em đóng hàng ấy. Lúc nào mà em đóng hàng hay đấy em toàn lột này ra cho nó sạch. Khi các bác về chỉ việc dùng mà nhìn nó đẹp luôn. Ưng ý luôn các bác nhé. Nhìn này ưng ý luôn này. Sử dụng nguồn điện đó là nguồn điện 220V. Ấm nước siêu tốc. Con này thì bên nhà em Dân đang bán với mức giá đó là 200.000 đồng.
Đấy, và nhà em dân bao ship cho các bác nên là các bác yên tâm. 200k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác đây. Đó là một cái dòng dao bã Nhật. Nói chung là cái dòng này là dòng dao bãi, các bác mài bằng đá mài được. Đấy. À, bã Nhật. Con này thì nó thuộc dòng dao gọt hoa quả thôi. Đây. Đấy. Dragon này. Hàng đẹp luôn nhé. Kích thước của con dao này nhé. 26 cm. Kích thước của nó là 26 cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 15 cm. Bán dao con này thì là 2,5. Dòng này là dòng dao gọt hoa quả, các bác cũng có thể thái được nhưng mà phải mài sắc lên tí, mài đi một tí nữa. Con này bên nhà em dân đang bán với giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chưa từng thấy luôn, 80.000 đồng một cái. Dao bãi đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mã cạo, máy cạo râu nữa này. Nhà em thì có rất nhiều mã cạo râu nên là thường thường thì em không giới thiệu chung với nhau, tại vì giới thiệu chung nhau đến lúc mà nó rất là khó bán, nên tâm sự thật thế. Đấy, còn là con này thì nó sử dụng cái nó là dòng máy của Panasonic, hàng của Panasonic chính hãng. Đấy. Đây, nói chung là khi các bác nhận hàng của nó là máy của nó là máy mới. Khi các bác nhận hàng của nó là máy của nó máy mới. Đây, còn khi các bác nhận hàng thì máy bên trong nó sẽ như này. Con này thì lắp bằng pin nhé. Con này thì lắp bằng pin, và có một cái lưu ý cho các bác là khi các bác lắp pin này. Đấy, như bình thường thì đúng không ạ? Như bình thường thì các bác nhìn thấy thì các bác sẽ lắp như này hết cho em. Là các bác này lắp như này hết. Nhưng mà lắp như này hết là không phải. Các bác phải đảo ngược lại một cái cho em. Các bác nhìn đúng cái vạch dưới này. Các bác lắp đúng cái chiều như thế. Đấy. Và các bác lắp vào. Bật lên. Đấy, em xin có thể làm mẫu cho các bác luôn nhé. Em xin cạo thử lên trên mặt em luôn này. Các bác có thể nhìn thấy này. Không có gì bằng thực tế các bác nhé. Không có gì giới thiệu bằng thực tế này. Nhẫn nhụi luôn này. Đây các bác nhìn này. Nhẫn nhụi luôn này. Nhẫn nhụi luôn nhé. Đây còn đây. Đấy, các bác có thể để ý nhé, rất là sạch sẽ này. Đấy, rất là sạch sẽ, nó thật sự với các bác luôn là ngày nào em cũng sử dụng. Ngày nào em cũng sử dụng cái mẫu này. Đó, nên là các bác yên tâm, hàng là nhà em là hàng giới thiệu là người thật việc thật, chứ không có cái chuyện là không dùng mà giới thiệu. Đấy, nên là các bác yên tâm, cái mã này thì em bán rất là ok rồi, rất là nhiều rồi. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, còn mẫu này thì nhà em dân đang bán với mức giá đó là 380.000 đồng. Và bên nhà em dân bao ship tặng kèm thêm cho các bác đó là đôi pin. Tặng kèm thêm cho các bác nữa là đôi pin ở đây. 380.000 đồng và nhà em dân bao ship. Đấy, thì các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân Trịnh xin một nút like. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh với các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một con dòng dao chặt bã Nhật. Đây. Con này thì nó có logo thương hiệu nhưng mà thực ra là không đọc được nó là thương hiệu gì. Nó là hàng của Nhật. Kích thước của nó đây. Đấy. Tổng chiều dài của nó là 31,5 cm. Từ phần lưỡi đến phần cán là 20. Bản dao của nó là hơn 9 cm một tí. Con này thì nó là vừa thái vừa chặt, dòng thép tốt. Đấy, các bác vừa thái vừa chặt, các bác mài phải mài qua đi một tí là các bác có thể vừa thái vừa chặt được. Này, nói chung là cũng rất là ok. Cầm rất là chắc tay. Rất là ok luôn. Đồng, dao chặt. Cái mã dao chặt này thì bên nhà em dân, các bác lên cho em mã này, mã E4. Con này bên nhà em dân đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng. Đấy. 250.000 đồng và bao ship cho các bác. Và bao ship cho các bác cái mã dao chặt này. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé. Cán liền thân này. Cán liền thân nhé các bác nhé. Đó. Vừa chặt vừa thái nhé. Các bác lên cho em mã này, mã chặt E4. Chặt E4. Còn một cái mã nữa này. Còn một cái mã nữa này, mã này thì cực kỳ ok luôn. Mã này thì em lại nhập mới mà nguyên hộp mà lại giá lại còn ưu đãi hơn. Đấy. Con này của hàng của Nhật. Đây các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Vân mấy này.
Con này thì của Asaka Java. Chất thép của nó chất thép SK5. Hàng SK5 thì các bác biết rồi, yên tâm rồi. Cũng rất là ok. Hàng này của Hồng Nguyên Hộp nhé. Hàng này hàng Nguyên Hộp. Các bác lên cho em mã này là mã chặt E3. Con này về các bác chặt gà chặt vịt thì thoải mái luôn, cán của nó đây. Nói chung là rất là tinh tế mà rất là đẹp. Đấy, kích thước của nó nhé. 315. Phần lưỡi phần cán 20. Bán dao 9,5. Các bác lên chặt cho em mã này, mã chặt E3 200.000 đồng và nhà em dân bao ship cho các bác. Chặt E3 200k bao ship. Chặt E3 200k bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu mài ba khe của Tamasaki. Mài ba khe đây thì có cross red, mài thô này, mài giáp này và mài mịn. Đấy, các bác click qua ba cái này, ví dụ các bác cần giảm, các bác click qua ba cái này đi. Đấy. Là ok nhé, là nội sắc nhé. Đấy. À, một cái mẫu mài dao này thì bên nhà em dân đang bán với giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, 180k, 180.000 đồng một cái. Các bác lên xem mã này, mã mài ba khe. Mài ba khe nhé. 180.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu tua vít hai đầu này. Đấy. Asaki. Con này thì cực kỳ rẻ luôn. Đấy, giá cực kỳ ưu đãi. 20.000 đồng một cái. 20.000 đồng một cái nhé. Tua vít hai đầu. Tua vít hai đầu này, 20k. Đấy, các bác có thể đầu vuông này. Đấy, hoặc các bác để đầu hai cạnh này. Thoải mái nhé. Đấy, 20k, 20.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu mỏ hàn thiếc. Mỏ hàn thiếc này. Con này thì công suất của nó lên đến 80W. Sử dụng nguồn điện, nó là nguồn điện 220V. Đấy, con này thì hàng của Kabushi. Đấy, mà cái tặng kèm theo cho các bác đó là một thiếc và một nhựa thông. Thiếc nhựa thông này thì cũng lưu ý cho các bác luôn là hàng em mua chợ mình thôi, chợ em thôi. Đấy, cũng không phải hàng xịn, hàng bãi Nhật đâu. Đấy, nguyên cái riêng cái thiếc nhựa thông thế. Con này thì bên nhà em dân đang một bộ như này, một combo em đang bán với giá là 150.000 đồng. 150.000 đồng nhé. Thiếc hàn nhựa thông. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng tua vít 2, 4, 6, 8, 10 đầu. Tua vít 10 đầu. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã tua vít V10. Tua vít V10 này. Các bác có thể quay sang quay dọc này. Có cả trợ lực này. Rất là ok nhé. Rất là ok. Thân của nó trong này đây. Hàng đẹp luôn. Con này bên nhà em dân đang bán với mức giá đó là 190.000 đồng. 190.000 đồng có nhé. Tô vít V10 190k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng búa lùn này. Búa lùn của Kabushi này. Đấy. Một cái dòng búa này thì đang có một cái giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 70.000 đồng một cái. Con này trọng lượng là 0,25kg. Thương hiệu của Kabushi. Đây, các bác đóng đinh rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi. Có đầu nhổ luôn nhé. Đầu nhổ luôn, chất thép. Cán bằng nhựa. Rất là xịn sò. Rất là xịn sò luôn. Ừ. 70k. Đó, thì vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu tới các anh chị một số những cái mẫu, một số những cái dòng sản phẩm bên em dân đang có phân phối. Các bác sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004. Cảm ơn các bác đã xem video của em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.